Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái bài tập hình họa cơ bản của nội dung bài biểu diễn điểm đường thẳng và mặt phẳng. Đây là một cái bài lý thuyết rất là quan trọng ở đầu chương trình để cho các bạn chúng ta nắm được cái cách biểu diễn các yếu tố điểm đường thẳng, mặt phẳng trong phương pháp hình chiếu thẳng góc. Đồng thời là chúng ta biết được cái cách để chúng ta gắn liên thuộc, chủ yếu cái phần này chúng ta phải nắm rất chắc cái phần gắn liên thuộc để giải các cái bài toán hình họa về sau. Đây, cái bài toán gắn liên thuộc là một bài toán rất là quan trọng. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần nắm được cái cách xác định và vẽ cái hình chiếu cạnh của một điểm. Thì ở đây tôi có bốn cái ví dụ bài tập cơ bản. Tạm thời chúng ta sẽ làm quen với một số những cái bài tập dạng cơ bản này trước. Thì ví dụ đầu tiên tức là yêu cầu xác định cái hình chiếu cạnh của điểm. Ở đây chúng ta có hình chiếu cạnh của hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của hai điểm AB. Ở đây điểm AB đây là một cái điểm thông thường thôi. Thì ở đây tôi ôn lại cho các bạn cái cách để xác định cái hình chiếu cạnh của một điểm dựa trên cái phương pháp vẽ cái đường đường dốc 45 độ, là một phương pháp mà sau này chúng ta sẽ dùng khá nhiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải vạch một cái trục trục Z thẳng đứng. Đấy, đây là trục X nằm ngang. Đấy, trục này là trục X. Trục X đây là nằm ngang và trục Z thẳng đứng. Đấy, thì cái này thì các bạn chúng ta xem lại trong phần hệ thống chiếu để chúng ta nắm được cái phần biểu diễn này. Trục Z này các bạn có thể vạch tùy ở gần hoặc là ở xa. Nếu mà ở gần thì cái hình chiếu cạnh nó sẽ nằm gần, ở xa nó nằm chiếu cạnh nó nằm xa. Đấy, cái miễn là làm sao trục Z nó phải vuông góc với cả trục X. Thế còn các bạn có thể để xa hoặc để gần thì đều được. Đấy, bước đầu tiên ta vạch một cái trục Z. Thế sau đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường nghiêng 45 độ. Đường nghiêng 45 độ. Đường nghiêng 45 độ. Phải nghiêng chính xác 45 độ. Đường này nếu mà các bạn vẽ không cẩn thận thì nó nghiêng 30 hoặc nghiêng 15 là những cái hình chiếu cạnh bên này nó sẽ bị sai. Đây, đây tôi có thể đo kích thước cho các bạn nhìn thấy đây là chúng ta vẽ đường nghiêng này, đường nghiêng 45 độ. Đấy. Bây giờ cái sơ đồ của chúng ta khi mà xác định cái hình chiếu cạnh của một điểm khi biết hình chiếu đứng và hình chiếu bằng thì các bước như sau. Đầu tiên là từ cái hình chiếu đứng A1 đây, chúng ta kẻ song song với trục X hay vuông góc với trục Z. Đấy, kẻ một cái tia song song với cả trục X. Ở trên từ cái hình chiếu bằng A2 chúng ta cũng kẻ một cái tia song song với cả trục X. Thì nó sẽ cắt vào cái đường 45 độ này. Đấy, tại một điểm. Đấy, cắt vào đường 45 tại một điểm. Thế và từ cái điểm này thì chúng ta vẽ một cái tia vuông góc với cả cái trục X này. Đấy, vẽ vuông góc với cả trục X. Thì cái tia này và cái tia đi qua cái tia A1 song song với trục X, hai tia này sẽ cắt nhau thì sẽ cho chúng ta một cái điểm. Cái điểm chính là cái hình chiếu cạnh A3 của hình chiếu cạnh A3 của cái điểm A. Đấy, thì ở đây chúng ta vẽ cái sơ đồ của mũi tên để cho các bạn hình dung cho dễ. Đây, tức là từ cái A1 này chúng ta vẽ bắn sang này, A2 bắn sang này, thì gặp cái đường 45 thì chúng ta vẽ thẳng đứng lên. Đấy, thì đây sẽ là cái điểm A3. Đấy, thì đây là một cái sơ đồ rất là đơn giản và chúng ta nhớ để chúng ta vận dụng vẽ một cái điểm hình chiếu cạnh của một điểm bất kỳ biết hay hình chiếu đứng mà bằng, không cần phải tưởng tượng không gian. Thì ở đây tôi lấy một cái ví dụ cho một cái điểm B nó nằm khác điểm A để các bạn hình dung cái cách làm. Ví dụ đây cho B1 B2 yêu cầu tìm B3 thì cái sơ đồ cũng giống như này thôi. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái tia song song với trục X đi qua B1 và cũng vẽ một tia song song với trục X và đi qua B2. Đấy. Thì cái tia song song với trục X đi qua B2 này sẽ cắt đường 45 tại một điểm. Đấy, nó là cắt tại điểm này chẳng hạn. Được chưa? Và qua cái điểm giao cắt với đường 45 này chúng ta vẽ vuông góc với trục X thì cái tia này, cái đường này và cái tia đi qua B1 này, hai cái này sẽ cắt nhau.
thì sẽ cho chúng ta cái điểm B3 là cái hình chiếu cạnh của điểm B. Đây là B3. Đấy, cách làm rất là đơn giản thôi. Đấy. Thì đây là cái ví dụ cơ bản đầu tiên là cái cách để tìm cái hình chiếu cạnh của một điểm khi biết hai hình chiếu đứng ngang bằng. Đấy, các bạn có thể thử cho các cái điểm CD B1, B2 nằm ở vị trí bất kỳ, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Tiếp theo là cái bài số 2. Bài số 2 thì nó có liên quan đến cái đường thẳng khá đặc biệt ở trong cái phần hình họa, nó là đường cạnh. Đường cạnh thì chúng ta đều biết, tức là nó song song với mặt bằng hình chiếu cạnh P3. Và muốn biểu diễn đường cạnh thì chúng ta phải chỉ rõ hai điểm bất kỳ thuộc nó. Ở đây là hai điểm A và điểm B. Hình chiếu đứng A1, hình chiếu bằng A2, hình chiếu đứng B1, hình chiếu bằng B2 có đầy đủ rồi. Tức là đường cạnh này hoàn toàn xác định. Bây giờ yêu cầu là gì? Biết được rằng là M và N này là nằm trên một đường thẳng, và đường này là đường bằng cắt AB, cắt đường cạnh AB. Phải xác định hai cái hình chiếu còn lại của MN. Ví dụ đây có M1 thì phải tìm M2, còn đây là có N2 thì phải tìm đi được N1, xác định các hình chiếu còn lại. Tức là bản chất cái bài này nó là một cái bài bắt đầu là liên quan đến cái phần là gắn liên thuộc điểm và đường thẳng. Thì làm những cái bài hình họa này về cơ bản là chúng ta phải dựa trên những cái dự kiện đề bài cho, giống như giải một cái bài toán hình học thông thường là chúng ta phải dựa trên những cái dự kiện của đề bài cho đó. Phân tích bài toán để mà đưa ra các cái bước giải. Đấy. Xem là các cái dự kiện này chúng ta có thông tin gì trước đã. Thì ví dụ ở đây chúng ta đều biết rằng là M và N thì cùng thuộc một đường bằng. Thế thì đường bằng này các bạn biết rồi. Đường bằng thì là một cái đường thẳng đặc biệt trong hình họa. Mà cái đường thẳng đó thì cái hình chiếu đứng là song song với trục X. Đấy, đường bằng gọi là đường B chẳng hạn. Đường bằng B nhé. Tôi gọi đường bằng là đường bằng B. Đấy, B. Đương nhiên là đường bằng thì nó là một đường thẳng thì nó phải có đồ thức là cặp đường thẳng. Thì đây B1 sẽ song song với trục X, còn B2 của nó là một cái đường là bất kỳ như nào đấy, nghiêng bất kỳ nào đấy. Thì đây là đồ thức của một đường bằng. Quan trọng nhất là B1 phải song song với trục X. Vậy thì MN này thuộc một đường bằng. Thế cho nên là suy ra rằng là các bạn thấy rằng là B1 này chắc chắn là phải đi qua M1. Đấy, vì vậy là cái B1 này thì qua M1 chúng ta vạch một cái đường thẳng song song với trục X. Qua M1 này vạch một đường thẳng song song với trục X. Thì đường thẳng này đây chính là hình chiếu đứng B1 của cái đường bằng B. Đấy, qua M1 vạch một đường thẳng song song với trục X. Đấy, tiếp theo thì bây giờ chúng ta có được cái hình chiếu đứng B1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm cái B2 nó nằm ở đâu. Hiện giờ B2 là chưa có. Đấy, B2 này chưa có. Phải tìm xem B2 nằm ở đâu. Khi có B2 rồi thì cái việc gắn liên thuộc để tìm hình chiếu còn lại của MN rất là dễ. Là chúng ta chỉ việc gióng trả lên thôi. Đúng không ạ? Ở đây thì ví dụ với cái N2, đúng không ạ? Thì bản chất chúng ta đã biết rằng là N đây là cũng thuộc đường bằng rồi. Đấy. Cho nên rằng là N1 thì chắc chắn nằm trên B1. Thì ở đây không cần tìm B2 thì chúng ta cũng biết được là N1 nó sẽ nằm ở trên B1. Tức là N1 nó phải nằm ở đây. Đây là quan hệ liên thuộc. Đấy, tức là N1 thì nằm ở cái đường gióng qua N2 kẻ một đường gióng vuông góc lên thì đây là N1. Đấy, đây là N1. Thế còn bây giờ chúng ta vấn đề là phải tìm nốt cái M2 này. Đấy, M2 nằm ở đâu? Muốn tìm được M2 chúng ta phải tìm được B2. Thì từ M1 ta gióng xuống vuông góc thì cắt B2 sẽ ra M2. Thì ở đây chúng ta muốn xác định được B2 thì chúng ta phải dựa vào cái sự kiện đó là cái đường bằng này nó cắt đường cạnh AB. Đường bằng này cắt vào đường cạnh AB thì các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng đường bằng và hai đường thẳng cắt nhau. Thì trong trường hợp này nếu mà đường bằng cắt đường cạnh thì nó chỉ có thể là cắt tại cái vị trí này thôi. Đấy. Đường bằng B cắt đường cạnh AB thì nó chỉ có thể cắt ở một cái vị trí. Hình chiếu đứng nó chỉ có thể cắt ở cái vị trí này thôi. Thì gọi cái điểm cắt
của đường bằng đấy, và đường bằng và đường cạnh AB tôi gọi này là điểm điểm C đi. Gọi cái điểm này là điểm C, là giao của đường bằng và đường cạnh AB là điểm C, thì đây chắc đây là C1. Đấy. Đúng không? C1. Thế bây giờ chúng ta đi tìm cái C2 nó nằm ở đâu? Và do N2 này cũng thuộc đường bằng, C2 thì thuộc đường bằng, cho nên nối C2 N2 thì chúng ta sẽ có được B2 ngay. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa bài toán trở về, đó là điểm C thuộc đường cạnh AB, biết C1 tìm C2. Thì đây là một cái bài toán cơ bản trong phần lý thuyết chúng ta đã học, đúng không? Đấy. Chúng ta phải tìm C2 để sao cho là điểm C là thuộc đường cạnh AB. Thì bài này chúng ta có hai cách làm, một là chúng ta dùng cái phương pháp là phương pháp tỉ số đơn. Đấy, áp dụng định lý Thales để tìm C2. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải vẽ đường hình chiếu cạnh ra để tìm C3, sau đó gắn liên thuộc để tìm nốt C C2. Thì ở đây chúng ta có thể làm theo hai cách, đúng không? Ví dụ nếu như chúng ta dùng tỉ số đơn thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng định lý Thales, tức là qua điểm đầu mút A này chẳng hạn, hoặc đầu mút B đều được nhé. Qua điểm đầu mút A các bạn vẽ một cái đường thẳng bất kỳ, nghiêng bất kỳ. Và trên cái tia này thì các bạn lấy cho tôi một cái đoạn thẳng A2C0 là bằng A1C1. Đấy, đo cái đoạn thẳng này. Lấy thước đo. Đấy, lấy cái đoạn thẳng này ra, đúng không ạ? Các bạn đặt nó lên trên cái đường này. Tức là chúng ta mở con ba quay. Ở đây tôi dùng lệnh AutoCAD để tôi đặt thằng này nằm đúng lên trên cái đường này. Đấy, cái đường này, đây là cái đoạn đoạn thẳng nó bằng cái A1C1. Đấy. Thì cái điểm này tôi đặt là điểm C0, là cái điểm phụ trợ thôi. Đấy, điểm này là điểm C0. Đấy. Và tiếp tục làm tương tự, chúng ta sẽ lấy nốt cái đoạn BC này, đo cái đoạn BC B1C1 này. Đấy. Đặt tiếp xuống đây. Thằng đấy đâu rồi? Đây. Đây là cái đoạn bằng B1C1. Thì cái độ chỗ này tôi sẽ đặt tên nó là B0. Sau đó thì đây tôi đánh dấu để cho các bạn hình dung, tức là đoạn thẳng này này. Đấy, một gạch. Đoạn thẳng này tôi đánh dấu là hai gạch. Đấy. Thì ở đây một gạch là bằng cái đoạn A1C1. Còn hai gạch là bằng đoạn B1C1. Đấy, các bạn hình dung như vậy. Cái đoạn thừa thì thôi, chúng ta bỏ nó đi. Đấy. Thì sau đó thì qua cái B0 này chúng ta sẽ nối về B2. Và qua C0 chúng ta sẽ kẻ một cái tia song song với cả tia B0 B2. Đấy, kẻ song song. Thì cái tia này nó sẽ cắt vào cái đường A2 B2 để cho chúng ta cái điểm C2 cần tìm. Đấy. Thì đây nó chính là cái dùng tỉ số đơn để xác định cái hình chiếu bằng C2 khi biết C1. Đấy. Đây là cách dùng tỉ số đơn. Đấy, các bạn bắn lại như này, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái điểm này là điểm C2. Đấy. Còn một cách nữa đấy là chúng ta vạch trục Z giống như trên này này. Chúng ta vạch trục Z này. Đấy, chúng ta tìm cái đường cạnh A3, B3. Sau đó từ C1 bắn sang thì chúng ta sẽ tìm được C3. Từ C3 gióng theo, làm ngược lại gióng theo bắn gióng vuông góc xuống cắt đường 45 bắn trả nó về A2 B2 thì chúng ta tìm được được C2, cũng sẽ là ra cùng với kết quả. Thì ở đây tôi không vẽ cái phương pháp là dùng đường 45 độ, vì trên này thì các bạn biết rồi, đúng không? Thì ở đây tôi dùng cái phương pháp này để cho nó các bạn biết được thêm một cách tìm cái hình điểm thuộc đường cạnh bằng phương pháp tỉ số đơn. Sau khi chúng ta có được cái C2 rồi thì việc còn lại là chúng ta nối C2 với cả N2. Đấy. Thì đương nhiên rằng lúc này thì đây
C2 và N2 nối lại với nhau thì các bạn thấy rằng nó chính là hình chiếu bằng B2 đấy. Đấy. B1 thì đi qua N1 C1 thì B2 đi qua N2 C2. Các bạn kéo dài ra. Đấy. Thì lúc này điểm M thuộc đường B, đây tôi ghi chú luôn là lúc này tôi đã xác định gắn liên thuộc để tìm được cái đường B2 này rồi. Đấy, còn đây là B1, đây là B2. Đúng không ạ? Tôi để hai cái màu nó khác đi một chút cho các bạn nhìn. Đấy. Đây là B1, đây là B2. Thì M1 thuộc B1 thì M2 sẽ phải thuộc B2. Chúng ta qua M1 vẽ một tia vuông góc với trục x, đúng không? Vẽ tia vuông góc với trục x. Dòng xuống. Thế đây là các cái bài toán hình họa các bạn có nên có mũi tên chỉ cái hướng đường gióng đi từ đâu đến đâu để chúng ta biết được cái trình tự các bước làm. Thế thì từ M1 gióng xuống đây thì nó sẽ cắt vào cái đường B2 thì đây sẽ chính là điểm M2 cần tìm. Đấy thì tìm cái điểm M2 này nó sẽ phức tạp hơn, đúng không so với cả tìm cái điểm N1. Đấy thì đây là một cái ví dụ áp dụng cái bài toán là gắn liên thuộc điểm vào đường thẳng. Ở đây chúng ta có cả điểm gắn liên thuộc vào đường thẳng thường, đúng không? Tức là điểm M thuộc đường B, M1 thuộc B1, M2 thuộc B2. Rồi điểm C thuộc đường cạnh AB. Thì C1 thuộc A1 B1, C2 thuộc A2 B2, nhưng với điểm thuộc đường cạnh nó sẽ phức tạp hơn, tức là nó phải cài thêm một cái điều kiện, đó là tỉ số đơn của ba điểm hình chiếu đứng phải bằng tỉ số đơn của ba điểm hình chiếu bằng tương ứng. Còn nếu các bạn không dùng phương pháp tỉ số đơn này thì các bạn sẽ vẽ hình chiếu cạnh A3 B3 xong rồi từ C1 bắn sang tìm C3. Có C1 C3 thì chúng ta sẽ tìm được C2. Đấy. Thì đây là cái ví dụ thứ hai.